Ngày hôm nay, phi trường ở trên Hoa Kỳ trở lại bình thường một chút xíu. Sau khi cái ngày lễ July 4 vừa qua, rất là nhiều chuyến bay đã cancel, quỷ bỏ, làm cho người ta rất là lộn xộn ở sân bay vào lúc đó. Ngày hôm nay, bay đúng giờ, đáp đúng giờ. Đừng đi tới đây, kẹt xe cũng không có nhiều. Cái quan trọng là tới đây sớm một chút xíu. Kể từ bữa thứ Năm tới ngày hôm nay, ở trên Hoa Kỳ có khoảng chừng 2.200 chuyến bay đã cancel và khoảng chừng 24.000 chuyến bay đã chậm chảy. Tính ra đó, đó là khá chút xíu rồi đó, từ hồi lúc hai cái ngày nghỉ lễ vừa qua. TSA screened more than 9 million travelers. Và ở ngay chỗ TSA đó, check vô đó, thì rất là đông người đứng xếp hàng. Thursday, Theo TSA báo cho biết có hơn 9 triệu người họ đã check đi vô trong phi trường từ hồi bữa thứ năm tới bây giờ. Tính ra là hơn hồi năm rồi khoảng chừng 15%. Con số đó giống như trước khi đại dịch xảy ra. Hãng máy bay vào mùa hè thì giảm bớt xuống rất là nhiều chuyến bay, khoảng chừng 15% hiện tại ngay bây giờ hãng máy bay không có đủ để mà đối phó với trong lúc này nhiều người đi đó là một trong những cái tôi rất là lo đây là ông sếp bộ trưởng giao thông vận tải nói cho chúng ta biết ông kêu gọi những hãng máy bay phải làm thêm nữa cho khá thêm of the pandemic, the airline industry received a 54 billion bailout. Trong lúc mà đại dịch xảy ra, hãng máy bay đã nhận được tiền của chính phủ giúp đỡ là 54 billion dollar. In part to keep people employed. Đó là hãng máy bay nên giữ người không có đuổi khi mà hết đại dịch thì có người làm hãng máy bay đó là cái hãng bán vé cho người ta đi. Theo ông Peter, Bộ trưởng Ngoại giao dẫn tải nói, may ở sân bay bị kẹt như vậy, cho nên có khoảng chừng 42 triệu người họ đi du lịch bằng xe. Cho dù trong lúc này xăng nó lên rất là cao, Chúng tôi nghe có một số người bị kẹt ở trên đường highway. Chúng tôi không muốn bị kẹt như vậy. Và đổ xăng cho đầy để lái xe cho nó tiện chút xíu.